Guys, it's me again. I'm Thanh from I'm English and welcome back to my channel. À, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English và Thanh quay trở lại với chuỗi series học về đánh vần tiếng Anh à, phục vụ cho cái mục đích à, phát âm tiếng Anh chuẩn của mình. OK. À, trước khi mà bắt đầu vào video clip ngày hôm nay thì hãy đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhắc. Ok, rồi chúng ta sẽ quay lại quy tắc số 17 à, Quy tắc số 17 rất là giống cái quy tắc số 16 tương tự Ok, và chúng ta sẽ có quy tắc ngày hôm nay đó là từ có chứa C cộng với Y Ok, vậy thì quy tắc ngày hôm nay là gì? Thì chúng ta sẽ đi sang slide tiếp theo nhé Alright, nếu mà mọi người chưa học các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 16 thì mọi người có thể lên kênh YouTube của Ama English để uh, xem lại các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 16 nhé. Uh, chuỗi series bài giảng này thì Thanh thấy là rất là hay và rất là hữu ích cho mọi người để mọi người học phát âm một cách dễ dàng nhất. Được chưa? Ok, Thanh sẽ chỉnh từng từ, từng chữ cho mọi người cũng như là đưa ra các quy tắc mà nó uh, chính xác để mọi người có thể uh, gọi là... Um, how to say nói tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Rồi, và hôm nay Thanh bật mí cho mọi người đó là nếu các bạn biết quy tắc này thì các bạn sẽ đọc được hoặc là nói được 3183 từ một cách chính xác và chuẩn nhất. Ok, next one. Ok, vậy thì phần tiếp theo là gì? Những câu hỏi thường ngày Thanh Hà mà hay hỏi mọi người đó là How to pronounce these words? Mọi người thường phát âm cái từ này như thế nào? Ok, nhìn vào bức tranh và đoán nghĩa cho Thanh nhá. Cái từ đầu tiên đúng không? Ok, dancing thì nhảy đúng không? Chú ý cho thanh chữ C ở đây mọi người hay đọc là gì? Ok, rồi Cái từ này là đọc là gì ạ? À, dancing Dancing, right Dancing 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 là dance, đúng không? Là nhảy đó Vậy thì cái chữ C ở đây chúng ta sẽ được đọc là âm À, chính xác, đó là âm SC Ok, đó chính là âm SC Next one Ok, tiếp theo đó là từ thuốc đúng không ạ? Yes, từ thuốc là gì nhỉ? À đúng rồi, cái từ này nó là medicine. 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 Ok. Vậy thì cái chữ C ở đây chúng ta cũng được phát âm là chữ À đúng rồi, chữ S gì đó. Ok, next one. À từ cuối cùng, cái từ bút chì đúng không ạ? Mình đọc nào nhỉ? Ok, đọc cho thanh nào. Yeah, chính xác mình đọc là pencil. Pencil. Pencil, right? Ok, vậy chữ C ở đây chúng ta sẽ cũng được phát âm là S gì? thế vậy thì tại sao tất cả các phụ âm như như thanh giảng từ uh, các quy tắc số 1 đến quy tắc uh, gần đây nhất thì tất cả các cái phụ âm thanh thường bảo mọi người là à giữ nguyên đúng không ạ đa số các phụ âm khi mà chúng ta viết phiên âm thì nó sẽ giữ nguyên tuy nhiên thì uh, chữ, mọi người sẽ học cho thanh một quy tắc từ bài trước đó là gì ạ à phụ âm c tức là chữ c đó, chữ cờ ạ nếu mà chúng ta ghi phiên âm à chúng ta cách đọc cái từ đó thì chúng ta luôn luôn là phụ âm biến đổi. Phụ âm C là phụ âm luôn luôn biến đổi. Và cái phụ âm biến đổi đầu tiên chữ C ở đây Thanh giới thiệu cho mọi người đó là chữ C sẽ được đọc thành chữ S Ok. Vậy thì khi nào thì chữ C đọc thành chữ S Mọi người có thể nhìn thấy cái điểm uh, chung ở đây là gì không ạ? À sau C mọi người thấy cũng y ngắn đúng không? Sau C cũng y ngắn và sau C cũng y ngắn. Alright. Rồi. Vậy thì quy tắc ngày hôm nay rất là đơn giản. Đó là nếu mà các bạn thấy xuất hiện trong một từ nào đó mà có xuất hiện C hoặc là chữ C đó Cộng với Y ngắn Thì cái chữ C đó mọi người sẽ được phát âm thành chữ C. Ok, phát âm thành âm Âm S gì nhá Ok, rồi à, Đó là quy tắc ngày hôm nay Quy tắc số 16 là gì? À cũng phụ âm C Nhưng mà C cộng E Thì C cũng phát âm là S Đúng không? Vậy thì ở đây C cộng Y Thì C cũng phát âm là S Đó, chúng ta sẽ tổng hợp được hai trường hợp của chữ C nhá Rồi, ok Next one Vậy thì phát âm chữ C này như thế nào? À, chữ âm S này như thế nào? À, thì Thanh cũng giới thiệu cho bài 16 rồi. Đó là Thanh sẽ phân biệt giữa âm S và âm Z. Ok, cái âm này mọi người hay đọc sai. Ok, mọi người có thể nhìn cho Thanh cái khẩu hình miệng ở đây. Đầu tiên bức tranh bên tay trái đó là âm S. Bức tranh bên tay phải đó là âm Z. Điểm khác biệt đó là gì? Điểm khác biệt đó là một âm dung và một âm không dung. Chính xác âm dung nó sẽ có dung ở cái phần của họng này, này Mọi người thấy dung ạ rồi vậy thì các cái bước để phát âm cái âm này như thế nào rất là đơn giản thôi ạ bạn đặt đầu lưỡi ở phía trên để phía sau hàm răng trên ok đầu lưỡi của mình ạ để phía sau hàm răng trên uh -huh. ok à, gần chạm đỉnh của lợi gần chạm đỉnh của lợi trên cùng ok gần chạm ở phía trên cùng rồi bước hai là tạo âm s đồng thời kéo môi lên đều hai bên và kéo căng. Ok. Mọi người nhìn thanh thử làm một lần nhá. Này. Kéo môi sang hai bên này. Ok. Cái âm này khá là dễ đúng không? Rồi tương tự cái âm đó. Thì mình có cái âm Z. Âm Z thì sao ạ? Cái âm Z thì cái cổ họng của mình rung nhá mọi người. Yes. Vậy chúng ta sẽ cũng phát âm à, khẩu hình miệng đặt y nguyên như vậy. Nhưng mà nó sẽ rung cổ họng. À, mọi người chạm tay vào cái phần cổ họng của mình nhá. Thì nó sẽ rung này đó kiểu tiếng gì 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 á khẩu hình miệng y nguyên giống như cũng căng đều ra hai bên này âm s này âm z này đúng không giống khác nhau chỉ là âm s là không dùng còn âm z là có dùng đó thử chạm nhá rồi đó là cách phát âm của âm s và âm z đó là hai âm mà mọi người hay dễ nhầm lẫn cho nên là thanh đưa vào luôn để thanh phân biệt rõ cho mọi người rồi rồi next one rồi không cần chần gì nữa chúng ta sẽ ngay đi ngay sang các phần luyện tập luôn được chưa rồi luyện tập ngày hôm nay như nào à, khi mà các bạn thấy c cộng một phụ âm à sorry khi chúng ta ôn lại kiến thức nhá khi mà các bạn thấy c cộng với y ngắn thì c sẽ được phát âm là alright vậy chúng ta đi làm luyện tập này À ở đây dấu hiệu C cộng in ngắn rồi Thì C sẽ phát âm là SC đúng không ạ Và cái từ này mình đọc là Dancing 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 Ok Lưu ý cho anh cái từ này mọi người không đọc là dancing nhá Ok Cái bởi vì cái chữ ngờ ở đây á Trong trong tiếng Anh nó là Ừ Ừ Ừ Ừ Ok Khi mà mình phát âm ra á Nó là cái âm mũi đúng không ạ Nó là âm mũi Khi mà mình phát âm ra thì thì cái, cái 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 miệng của mình nó không không ngậm lại như trong tiếng Việt Ví dụ trong tiếng Việt mình học mình sẽ nói là dancing, dancing đó. Nhưng mà trong tiếng Anh này chữ ngờ là âm mũi chưa được phát âm ra này. Dancing, dancing, alright, dancing, dancing. Ok, good job next one. Rồi, từ tiếp theo mình cũng có xuất hiện là C cộng với Y. Vậy thì C ở đây phát âm là gì nhỉ? Alright, C sẽ được phát âm là c đúng rồi. Vậy thì ở đây mình có đọc là từ in đúng không? không nhấn trọng âm thì đặt dấu huyền đi xuống. site insight, insight, insight. Alright, mọi người nhớ nhá, đọc theo thanh được chưa? Insight, Một mắt inside Insight, 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 insight. Great, nhớ đọc theo thanh, bởi vì nó sẽ thay đổi cái khẩu hình miệng của mình và uh, mình phải phát âm ra để mình tai mình nghe và thẩm thấu. OK để biết là mình đang phát âm chính xác. Mình đã biết học dấu hiệu thì mình biết là à cái từ chữ C này phải, phải phát âm là chữ S gì rồi. Nhưng mà mình lại không luyện tập thì không bao giờ mọi người có thể phát âm được tiếng Anh. Mà một khi mà đã không phát âm được tiếng Anh ấy thì mọi người sẽ không nói được tiếng Anh, à, không thể giao tiếp được đúng không ạ? Rồi. Thế nên là trong khi mà thanh giảng, uh, thanh thanh hướng dẫn mọi người thì mọi người hãy cố gắng là làm theo đúng những cái hướng dẫn của thanh uh, để chúng mình đạt được hiệu quả tốt nhất à, trong quá trình mà mình học tập đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ có từ à, từ này đây. C cộng phụ âm đúng không ạ? À, C cộng y đúng không ạ? Và cái từ này mình đọc là in đúng không? In rồi. Cái này đọc gì ạ? À, c bởi vì mình nhấn trọng âm đúng không In c p đúng không? P. Cái âm này âm ơ này. Ấn. Ok. In c p ẩn. Rồi, đọc nhanh hơn tí nè. Incipient. One more time incipient incipient. Ok, đọc nhanh nhá. Incipient. Incipient. Ok, good job. Next one. rồi cái từ thuốc này. medicine. Ok. Medicine. Ở đây c cộng e, c cộng i này. Đó, chữ s gì? Medicine. Medicine. Rồi, cái âm mé là mình sẽ đọc nhấn vào hơn, to hơn, cao hơn, giọng cao hơn. Kĩ nhiên mà cái âm Gerson đúng không? Thì nó sẽ đọc một cách uh, liên liên tục, tức là đọc nhanh hơn và đọc lướt đi. Ok. Thế nên mình sẽ đọc hai cái âm này rất là nhanh này. Ma medicine. Medicine. medicine, 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 medicine. Ok, great. Next one. Từ bút chì này. À, C cộng Y, C đọc S rồi. Thở âm thứ nhất. Pen, đúng không? Pen, ok. Pencil, -so. ok. Pencil, -so. pencil. -so. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều học viên hỏi Thanh là à cô ơi, thì vậy thì cái chữ chữ S với chữ L này thì đọc như thế nào nó đâu có đánh vần được đâu. Không phải nhá. Mọi người chỉ cần phát âm chữ S và phát âm chữ L đúng khẩu hình miệng là tự nhiên nó ra thành, thành chữ S. Rồi, Thanh hướng dẫn này, chữ sờ mọi người phát âm là S, đúng không? Chữ L mọi người phát âm là gì? Ờ, ờ. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái từ này với nhau. Sờ sờ so, sờ so, sờ so, sờ so. đó thế nên em cảm tưởng như mà mình có một cái âm ơ ở đây này đó cảm tưởng như là mình có một cái âm ơ ở cái giữa hai chữ s và chữ l này được chưa rồi à, mình đọc cái tên này là pencil 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 ok good job next one từ tiếp theo là từ green à br pr, br pr, pr. à cái chữ pr này đọc giúp thanh nhá br 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 Pr, 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 đúng không? Pr, ok Và cái này là Print, ok Print S B B B Ok, cái cái chữ L bra Thanh để ý bra này. B, đó. Mình sẽ đọc là print, s, b, principle principle, principle, principle principle okay next one rồi tương tự Principle hai từ này giống nhau đúng không principle đồng âm à hai từ này từ đồng âm principle principle okay next one cree right cree t size criticize say criticize. y đọc là s này criticize 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 size, criticize criticize okay, nhắc lại theo thanh nhá rồi đấy one, đó là luyện tập phần 1. chúng ta sẽ sang phần thứ hai rồi cố gắng đọc nhiều lần để cho nó quen thanh đọc cùng với mọi người cho nên là hy vọng mọi người cũng đọc cùng thanh nhá rồi tương tự này trọng âm vào đây đúng không curry đúng không curry rí thì này xì này à, chữ z và chữ m là dầm giờ mờ giờ mờ đúng không đó nó rất là criticism 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 rồi nếu mọi người những cái từ mà dài quá mọi người không đọc được luôn ấy thì mọi người hãy cứ đọc chậm và sau đó tăng cái dần tốc độ đọc lên thì là tự nhiên mình sẽ đọc tình tự nhiên hơn criticism đọc chậm Criticism. Được rồi, đọc nhanh hơn xíu. Criticism. Criticism. And criticism. Criticism. Ok, được chưa? Rồi, next one. Đé. Ok, c cũng in này là cơ sơ này. Deficit. 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 Alright, next one. Egg. Không nhận thức âm egg. Side. Excite, excite, excite. C, e, C S. Excite, excite, excite. Ok. Im, đúng không? im. Please Sit. Ok. Implicit, implicit. 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 it, Implicit, implicit. 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 implicit implicit ok next one à chữ ph ở đây luôn luôn phụ âm ph mọi người nhớ nhé thanh nhá chữ phụ âm ph là chữ ph mọi người sẽ được phiên âm thành chữ f đúng chưa f đúng không luôn luôn là như vậy nhá luôn luôn được phiên âm thành chữ f thế nên là mọi người sẽ thấy là chữ ph ở đây mọi người sẽ được ghi là f đúng không c cộng y ở đây c phải là s gì đúng không phí gì ạ à? phí gì phí gì sits, sits. Physicist, 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 physicist. Okay, next one. Re, okay, say cùng in này. C, P, recipe, recipe. Nhiều người đọc cái từ này là từ receipt hoặc là recite, I don't know. Nhưng mà à, bản chất chính <laughs> nhất nó sẽ là, là recipe, recipe, recipe nhớ, recipe. Okay, re đúng không? Re, recital 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 l cái âm l cuối cùng này to recital recital ok next one recite 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 great all right thế có một cái phần bài tập nho nhỏ dành cho mọi người đó là tất cả những cái từ này đều đã được cái phiên âm rồi nhiệm vụ của mọi người sẽ là gì à, về nhà this is the homework bài tập về nhà về nhà mọi người sẽ đọc cái phiên âm ở phía dưới luyện tập đọc và luôn luôn lúc mà mình đọc mình phải nhớ nhầm nhầm trong đầu a à, dấu nghĩa hôm nay là c cộng với y vậy thì c sẽ phân âm là SC. và thứ hai đọc to cái âm đấy lên và thứ ba là đọc nhấn trọng âm rút cho thanh và mình sẽ có ba bước bước đầu sẽ đọc chậm để phân rõ từng âm bước thứ hai mình tăng dần tốc độ lên một xíu bước thứ ba kết hợp với nhấn trọng âm để đọc với giọng tự nhiên đó, thì đấy là cái cách mà mình sẽ luyện tập đọc tại nhà ờ, Quan trọng là mình phải biết đọc cái từ đấy đã Sau đó mình mới nói được cái từ đấy, đúng không ạ? Bởi vì khi mà mình đã không biết đọc rồi thì chắc chắn là không biết nói rồi Ok, rồi, that's it à, uh, Đấy là bài tập ngày hôm nay Alright, đấy là quy tắc ngày hôm nay Và Thanh hy vọng là quy tắc này sẽ Uh, hiệu ích dành cho tất cả mọi người uh, phục vụ mọi người trong quá trình mình học uh, phát âm tiếng Anh bởi vì cái phát âm là cái nền tảng là cái gốc rễ để chúng ta có thể giao tiếp được trong tiếng Anh được không ạ? Rồi uh, trước khi mà kết thúc video thì đừng quên cho thành một like, share và subscribe kênh YouTube của Amanglish để đón chờ các cái chuỗi series bài học tiếp theo về uh, phát âm tiếng Anh, về giao tiếp tiếng Anh hay là các tips học tiếng Anh hiệu quả. Ok, alright, see you, bye.